Giới thiệu các bạn một cặp rè đèn đến từ thương hiệu cao cấp của Canada, đó là Sonic Frontier. Thì cái con này có model là Line 2, là một cái con cao cấp với cái nguồn của nó là nguồn rời. Các bạn đang thấy ở trên đây là cái cục nguồn và trên cùng là một cái remote rất là xịn sò đó. Cái remote này nó làm bằng nhôm nguyên và nó sẽ có vặn được ở đây xuống để chúng ta thay pin. Pin nó là pin 3A bình thường thôi. Đây, rất là đẹp. Remote chúng ta sẽ chuyển cổng được, tăng giảm volume hai nút này, các cái chế độ về display hiển thị, test standby tắt nguồn. Thì con này là brè đèn nha, nó chạy 6 bóng đèn. Và đặc biệt nếu như đem con này so sánh với con Audible Evolution M3A thì con này tiếng nó hay hơn, và nó có cái cổng ba lăng đó, ba lăng một, ba lăng hai, điều mà cái con Audible nó không có. Mà con này thì có một cái màn hình để nó sẽ hiển thị cái volume đó, ba lăng chuyển cổng. Ba lăng là cân bằng chứ hai bên đó. Ở đây thì nó có một vết nhỏ xíu nè, bên này thì nó là một vết giống như là lông mèo thôi, rất là nhỏ. Rồi bây giờ mình quay lên trên nha. Cái cục nguồn rời thì các bạn nhìn vào cũng thấy luôn, bên trong này đó một cái tủ lớn cục tăng phô to. Nguồn này rất là nặng nha. Cục nguồn này nó sẽ kết nối với cái bờ rè của chúng ta qua một cái dây cáp rất là to luôn. Đây, dây cáp to bằng ngón chân cái. Con này là điện 230, riêng của nó là 120, nhưng mà bên trong nó có cái nút đổi điện được, có cái dây đổi điện. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là đây, Made by Sonic Frontier in of by Ontario, Canada. Đó, mình tại Canada nha. Đây, đó, các bạn thấy là cái rè và cái cục nguồn đều làm tại Canada. Made in Canada hết nha. Đó, nó không ghi đầy đủ Made in Canada, nhưng mà nó ghi mẹ làm bởi cái tập đoàn này tại in này. Đó, Canada. Chúng ta sẽ thấy ở phía sau của nó sẽ có đường ra của nó sẽ có đến bốn đường ra, quá khủng luôn. Cái rè mà có đến bốn đường ra, hai đường RCA, hai đường ba lăng đó. Và đường vào của nó thì quá trời luôn, test SSB, SE2, SE4, SE3, 2, 1, ba lăng 1, ba lăng 2, tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đường vào, 7 đường vào, 4 đường ra, quá là khủng luôn, quá khủng luôn. Bây giờ mình để cái cục nguồn quang bé nha, rất là đẹp. Và bây giờ để mình mở luôn bên trong các bạn xem luôn. Các bạn đã được xem bên trong của cái bờ rè 2N này. Chúng ta đang thấy hệ thống của nó rất là nhiều bóng, 6 bóng, 6922 là khủng. Và các cái con tụ này thì toàn là tụ MKBFC của Pháp, Friend này. Đó, tụ đây là tụ Pháp đấy nha. Đó, tất cả các con tụ đây là tụ Pháp. Bên trong của cái cục nguồn nó cũng là cái tàu Pháp luôn, rất là khủng. Linh kiện của nó còn dày đặc luôn, còn rất là mới luôn, mới nha. Bóng đèn 6922 này chúng ta có thể thay bằng 6DR8 rồi, nó cũng cùng chủng loại nha. Ok, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình đem vào bên trong mình test nha các bạn nghe. Và cái giá là 33 triệu, 33 triệu nha. Con này giá mới đang rất là cao, giá mới của nó là 72 triệu. Và còn cái giá mình bán thì nó trong hàng lớn ra nên được rẻ hơn, để chúng ta cũng được xài điện 220 rất là tiện lợi. À, riêng về cái cục nguồn này thì nhìn vào vậy là khỏi tháo ra nha.
Cái này chúng ta nhìn rất là rõ rồi. Cái remote. Paris 1956, number 9 Rue Gillecourt. Word is out and everybody's beating on the door. Madame Rachou will let you in. Just smile and ring the bell. Welcome to Nirvana at the Beat Hotel. Sweet smell of Pernod, a Gauloise cigarette. It's a cosmic congregation, but you ain't seen nothing yet. It's an open invitation, an existential clientele, all looking for Nirvana at the Beat Hotel. They looked for it in New York City, in San Francisco Bay. They looked for it in bebop jazz, and it blew them all away. They tried out every avenue and then said, what the hell, we'll look for it in Paris at the Beat Hotel. Burroughs came up from Tangiers, Ginsberg from New York, Kerouac came up from Italy and slept out in the park. Gregory Corso came and went, and where he's at no one can tell. He's still looking for Nirvana at the Beat Hotel. Take me to your leader, take me to the man. Someone has got the answer, someone's got the perfect plan. If you're lurking in the alleys, if you're lurking in the bars, you'll find us in the gutter, looking at the stars. This ragged band of poets, Christians, Buddhists, Jews, a new beat generation searching for the muse. Some found it in the arms of a mystic mademoiselle looking for Nirvana at the Beat Hotel. The rooms count up to 41, but you can sleep out in the hall. For a few centimes you can get a drink and write your poems on the wall. And the marijuana mixes with the Turkish toilet smell. It's all part of Nirvana at the Beat Hotel. Alex Campbell strums an old guitar someone picked up in Spain. Ginsberg's howling poetry and Kerouac's drunk again. The rent is overdue, there must be something they can sell. Maybe they can sell Nirvana at the Beat Hotel. Someone's taking photographs, Janine takes off her clothes. Marlene's meditating and concentrating on her toes. Jasmine hides in room 16 and curls up in her shell. She's communing with Nirvana at the Beat Hotel. Take me to your leader, take me to the man. Someone has got the answer, someone's got the perfect plan. If you're looking in the alleys, if you're lurking in the bars, you'll find us in the gutter, looking at the stars. They did it for the journey, and not for getting there. Fame is in a whisper when you pay the taxi fare. It's just this side of heaven and a long, long way from hell. It's somewhere in Nirvana at the Beat Hotel.
lasts forever, and forever's in a rhyme. It's a Buddha-like connection, and everybody has their time. If you want to drink the water, you've got to dig into the well, and maybe then you'll find Nirvana at the Beat Hotel. It was over by 1963 and everyone had gone, but they'd opened up the road and the revolution was getting won. And when the poems were painted over and they rang the final bell, it was goodbye to Nirvana at the Beat Hotel. The myth is stronger than the truth, and the truth can sometimes lie. To see it all for what it was, you need an uncorrupted eye. Was the journey worth it? Only time will tell. Still looking for Nirvana at the Beat Hotel. Take me to your leader, take me to the man. Someone has got the answer, someone's got the perfect plan. If you're lurking in the alleys, if you're lurking in the bars, you'll find us in the gutter, lurking at the stars, lurking at the stars. We're looking at the stars.